200 triệu năm trước, rùa biển cũng sống trên cạn như các loài vật khác. Khi loài khủng long thống trị hành tinh, chúng chạy trốn ra đại dương và trở thành những sinh vật của thủy triều và hải lưu. Nó phải đào 3 ngày để trồi lên mặt cát. Mai của rùa con vẫn mềm và nó nằm lọt trong tay một đứa trẻ. Không có răng để tự vệ, ý chí của nó là tất cả. Chỉ cách biển 40 mét. Nhưng do nó quá bé nhỏ, nên bãi biển trở thành một trở ngại rất lớn. Rùa con không đơn độc. Mỗi năm vào mùa xuân, gần 2 triệu rùa con được sinh ra trên các bãi biển của Florida. Chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất, thoát khỏi đất liền, nơi không dành cho chúng.
Với lòng can đảm tuyệt vời, nó đương đầu với những con sóng. Sóng biển ném chúng trở lại bãi biển. Gần một nửa số rùa con không sống sót qua giờ đầu tiên trong đời. Rùa con này tiếp tục di chuyển. Với đôi chân trèo tuyệt vời, nó trốn thoát khỏi nanh vuốt của đất liền và bơi vào lòng đại dương. Bây giờ, rùa con trở thành vị khách du hành trong đại Tây Dương bao la. Nó bắt đầu tiến hành một trong những hành trình vĩ đại nhất. Nhưng rùa con sẽ không bao giờ quên nơi mình sinh ra. Biển khơi luôn luôn thay đổi, xa lạ và tuyệt vời. Rùa con đã bơi liên tục 2 ngày 2 đêm ròng rã. Bất ngờ, vùng biển trước mắt trở nên trong xanh. Rùa con đã đến rìa dòng vịnh. Dòng vịnh chảy từ Caribe, một dòng biển của Đại Tây Dương. Nó giống như một dòng sông lớn hơn sông Amazon 130 lần. Đây cũng là cách nó băng qua Đại Tây Dương, giống như rất nhiều thế hệ rùa biển trước đây. Nó di chuyển hướng đến trung tâm của dòng hải lưu. Cứ vài phút, rùa con lại phải ngoi lên mặt nước, giống như bò sát, rùa hô hấp nhờ không khí. Sau hơn 70 km hành trình thuận lợi, nó đã tìm được thứ mình cần. Tảo nổi. Trạm cứu hộ của rùa con. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra, rùa con có được giấc ngủ đầu tiên. Nó đang ở trong lòng dòng vịnh. Dọc theo hàng trăm km của dòng hải lưu, hàng nghìn đám tảo nổi hình thành những căn phòng bé nhỏ hướng về phía bắc. Không thể quay đầu lại. Cùng với chúng là những nhà du hành khác nữa.
Dòng vịnh là đường cao tốc lớn nhất của đại dương. Mỗi mùa xuân, những kẻ du hành theo dòng biển hướng về phía Bắc. Điểm đến của chúng là vùng biển Bắc Cực trù phú vào mùa hè. Đây cũng là điểm đến của lũ cá voi lưng bù từ Caribe. Con cá voi này đã thực hiện hành trình hàng chục lần. Hành trình của nó kết thúc khi vượt 7.000 km đến vùng biển Bắc. Nhưng những chú rùa con bé nhỏ còn làm nên những hành trình khó tin hơn. Rùa con di chuyển chỉ với tốc độ 8 km một giờ, chính là tốc độ của dòng vịnh. Nó phải tin tưởng vào tổ tiên của mình. Hàng trăm triệu năm trước, trong quá khứ, loài rùa biển đã nắm lấy dòng vịnh, an toàn băng qua vùng nước nguy hiểm của Đại Tây Dương. Bây giờ, đám tàu nổi là thế giới của nó. Và tất cả chúng đều sống chung trong ngôi nhà tảo nổi. Chúng không thể sống nếu thiếu ngôi nhà này. Nhưng giờ chúng cũng là những người bạn đồng hành trên đại dương mênh mông. Đám tàu biển là nơi trú ngụ duy nhất của chúng. Đám tàu biển trải dài thu hút những kẻ đến từ đại dương sâu thẳm. Một con cá mập xanh non và nó đang đói.
Một ngày nào đó, chúng sẽ gặp lại nhau. Cả hai cùng lao vào những hành trình sâu thẳm của đại dương. Phía dưới nó, nước biển ngày càng trở nên tối tăm. Đó là vùng nước cách xa ánh nắng mặt trời. Chúng có những vì sao và mặt trăng của riêng mình. Những sinh vật của biển sâu trồi lên, gặp dòng hải lưu để tóm phù du trôi nổi. Màn đêm hé lộ cuộc di cư vĩ đại nhất trên trái đất. Từ biển Caribe đến bờ biển Florida, san hô sinh sản hòa vào dòng vịnh, như các loài thực vật tung hạt giống của mình bay theo gió. Vô vàn sự sống bé nhỏ hòa mình vào dòng hải lưu. Tất cả chúng đều không thể tự di chuyển, mà được dòng biển mang đi, đưa chúng đến phương Bắc. Nhưng có những vùng nước xoáy ở ranh giới của dòng hải lưu đẩy mọi thứ gần nó vào Đại Tây Dương tàn nhẫn. Những sinh vật yếu ớt, phiêu dạt cùng dòng vịnh có thể đột ngột bị ruồng bỏ trên hành trình của mình. Tảng sáng, những sinh vật vùng nước sâu lại lặn xuống, lặng lẽ như chưa từng xuất hiện. Chúng lại chìm vào bóng tối. Rùa con bé nhỏ vẫn đang ngủ, tin tưởng vào đại dương đã từng cứu sống mình ở bãi biển. Nó không nhận ra dòng nước xoáy đã lôi đám tảo nổi ra khỏi dòng hải lưu. Trong lúc hầu hết các hành khách vẫn đang hành trình hướng về phía Bắc, rùa con thức dậy trong dòng nước của vùng biển Sargasso. Vùng biển Sargasso nằm ở trung tâm của Đại Tây Dương, một vùng nước yên ả trải dài 3.000 km. Không có gió, cũng không có dòng hải lưu, con thuyền nhỏ sẽ bị kẹt lại đây trong nhiều tháng. Nhưng ngày nay, con thuyền không cần đến gió hay các dòng biển. Và những thử thách vẫn đang chờ đợi rùa con ở phía trước.